Xin chào tất cả các bạn, mình là Nhật Minh và hôm nay chúng ta cùng học quyển tiếng Anh 4 Matching the Next Move Unit 5 Lesson 5 Period 1 phần Vocabulary nha các bạn. Chúng ta cùng bắt đầu nhá. Vocabulary. Phần Lesson 5 này thì chúng ta sẽ học về những ngày, những thứ trong một tuần nha các bạn. Đầu tiên chúng ta có Sunday. Chủ nhật nha các bạn. Tiếp theo Monday. Thứ hai nha. Tiếp theo Tuesday. Thứ ba nha. Tiếp theo chúng ta có Wednesdays. Thứ tư. Tiếp theo là Thursday. Thứ năm nhá. Friday. Thứ sáu nhá. Cuối cùng. Saturday. Các bạn cùng đọc lại cho mình nhá. Monday. Tuesday. Wednesday. Thursday. Friday. Saturday. Sunday. Okay, chúng ta có activity 1, listen, point and say. Các bạn cùng nghe, chỉ nhìn theo và đọc lại nhá. 1. Page 52. Sunday. Monday. Tuesday. Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Ok, vậy là chúng ta đã xong cái phần activity 1 này rồi nha. Bây giờ chúng ta sẽ sang bài tiếp theo. Activity 2, listen and say what's next. Unit 5. Thursday. Listen and say what's next. 1. Tuesday. Wednesday. Thursday. Friday. 2. Saturday. Sunday. Monday. 3. Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. 4. Friday, Saturday, Sunday. 5. Monday, Tuesday. 6. Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, 7, Thursday, Friday. Bây giờ chúng ta sẽ ôn lại nhá. Các bạn cùng đọc cho mình nhá. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday,
Saturday. Ok, vậy là chúng ta đã xong period 1 của lesson 5. Bây giờ chúng ta cùng sang lesson bây giờ chúng ta cùng sang period 2 nhá. Rồi, chúng ta cùng bắt đầu nhá. Chúng ta có phần review time. Các bạn cùng đọc theo mình nhá. Monday, Thursday, Tuesday, Friday, Wednesday, Saturday, Sunday. Days of the week. Ok, chúng ta có câu 1. It's the first day of the week. Nó sẽ là Monday nha. Tiếp theo, chúng ta có this day comes before Thursday. Cái thứ này thì nó đằng trước của thứ năm, vậy nó sẽ là Wednesday nha các bạn. Tiếp theo, it's the second day of the week. Đó, thì nó sẽ là Tuesday nhé. Tiếp theo, it's seventh day of the week. Là Sunday nha các bạn. Tiếp theo, this day comes before Sunday. Nó sẽ là Saturday. Câu hỏi số 6, it's the fifth day of the week. Nó sẽ là Friday nhé. This day comes after Tuesday. Nó sẽ là Wednesday nhé. This day comes after Wednesday. Nó sẽ là Thursday. Ok, chúng ta sẽ đến phần practice. Activity 3. Make a chart and say. Phần này các bạn sẽ tự làm một cái chart nha. Các bạn sẽ tự làm một cái bảng và ask and say như trong hình này. Ok, ta sẽ đến phần workbook. Activity 1. Connect the correct order. Chúng ta sẽ nối để sao cho nó thành một tuần hoàn chỉnh nhá. Người ta đã nối sang cho chúng ta Sunday rồi đến Monday rồi nè. Tiếp theo chúng ta sẽ có là đến Tuesday. Rồi Tuesday sẽ đến Wednesday. Wednesday sẽ đến Thursday. Thursday sẽ đến Friday. Và Friday sẽ đến Saturday. Và Saturday sẽ đến Sunday. Và Sunday sẽ đến Monday. Và ngược lại một tuần như vậy. Activity 2. Write the day and complete the diary for you. Phần này các bạn sẽ viết một ngày và các bạn sẽ điền vào trong này để thành một cái thời khóa biểu, một cái lịch của các bạn nhé. Đây, tiếp theo chúng ta có Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday và Saturday. Ok, phần ở trên thì các bạn sẽ tự điền vào nhé. Phần bên cạnh các bạn sẽ tự điền nhé. Activity 3. Look at activity 2 and write the answers. Did you go to school on Sunday? Phần activity 3 này thì các bạn sẽ nhìn vào activity 2, cái phần cái lịch của các bạn ấy, và các bạn sẽ đi viết những câu trả lời này nhá. Ok, chúng ta sẽ sắp xếp lại để thành một sentence đúng nhá. Ta sẽ có trả lời nó sẽ là I play the piano on Mondays. Tiếp theo sẽ là sentence 2. I play board games on Fridays. I do taekwondo on Tuesdays. I have English class on Thursdays. I don't go to school on Sundays. I play football with my friends on Saturday.
Ok, vậy là chúng ta đã học xong lesson 5 rồi nha. Và xin chào tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau.